chào quý khán thính giả khắp nơi. Từ 2 giờ chiều cùng ngày 30 tháng 9 năm 2023, sau buổi họp báo và gây quỹ cho đại tá của Hùng tại Việt Museum, thì một phái đoàn từ San Jose đi Fresno để dự buổi gây quỹ cho đại tá tại đây. Ngay lưu ghi nhận những hình ảnh như sau. Đây dìm đó là nho khô đó. À, đây là làm nho khô. Đây là cái đường mà đi vô trong cái trang trại của tỉnh ở Fresno. Tại đây sẽ có buổi gây quỹ cho đại tá Cao Hùng. Kính thưa quý vị, cái nơi tổ chức gây quỹ cho đại tá của Hùng ở Fresno được tổ chức tại cái farm của anh Thịnh. Anh là một người Việt. Và thưa quý vị, anh Tịnh hả? Anh Tịnh. Thì anh là một người Việt mà thưa quý vị, rất là thành đạt. Một cái trang trại tôi được biết rằng trên 30 acre quý vị. Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ngay lúc đó có mặt tại Fresno, thưa quý vị, như là chúng ta biết đại tá Hùng Cao, nhiệm kỳ tới ông ứng cử nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, một cái điều rất là hân hạnh chúng tôi, tại sao chúng tôi có mặt Fresno. Bây giờ hôm nay tại đây, tại Fresno, bên cạnh chúng tôi là anh Quy, anh là chủ tịch của cộng đồng ở miền Trung California, có đứng ra để tổ chức mũ gây quỹ cho đại tá Hùng Cao. Câu hỏi của Ngay Lữ đối với Quý đó là vì sao em lại ủng hộ ông Hùng Cao trong khi ông là ở Tú Vui Xuyên nha? Kính chào anh Ngay Lữ và kính chào tất cả khán giả thân thương. Thì Quý xin thay mặt cho cộng đồng người Việt miền Trung California xin được có đôi lời thực ra là sung sướng và hạnh phúc khi mà tất cả chúng ta có chung một cái cơ hội bắt ngồi cùng nhau tay trong tay để mà chúng ta làm một cái việc thực ý nghĩa. Thì Quý là đại diện cho cộng đồng người Việt miền Trung California cũng như trong vai trò là tổng thư ký của hội đồng chấp hành của cộng đồng người Việt liên bang Hoa Kỳ, tức là Quý cũng đại diện cho cộng đồng người Việt liên bang Hoa Kỳ và phối hợp với cộng đồng Việt Mỹ Bắc California để cùng nhau kết hợp làm một cái công việc thực là ý nghĩa, đó là mình gây quỹ ủng hộ cho tất cả anh chị em nào đã hiến thân để đi vào dòng chính, tức là cái dòng chính trị của Hoa Kỳ. Đây là những anh chị em đã sẵn sàng phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ cũng như là sẽ mang lại phục vụ những cái quyền lợi cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng ở tại đây địa điểm này là chủ cơ sở đó là anh Tịnh. Thì thưa quý vị, chúng tôi rất là mừng là khi là người Việt chúng ta tại Fresno này rất là thành công, mà anh Tịnh là một trong những người đó, một cái trang trại rất là lớn thưa quý vị, và anh cũng đã sẵn sàng đó mọi chuyện cho cái ủng hộ Hùng Cao. Thì với cái hiện tình đó là trong cái thời gian qua đó xăng lên rồi dân di lậu rồi cướp bóc được cơ nhiều, thì Hùng lại là người của Đảng Cộng Hòa, mà hiện nay đó thì cái Đảng Cộng Hòa nó cũng là thất thế rất là nhiều, kể cả ông Trump nó bị đàn áp rất là nhiều. Thì anh Quý có hy vọng rằng Hùng sẽ đắc cử trong cái nhiệm kỳ tới này không? Trước tiên thì Quý xin gửi lời cảm ơn đến anh Tình và chị Dung. Đây là hai người mà họ đã có rất cái tâm lòng để ủng hộ cho cái công việc cái quyển ngày hôm nay. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức, chẳng những là tiền bạc, công sức, và họ cũng là giống như là sẵn sàng hy sinh tất cả để mà làm những cái công việc có ý nghĩa như vậy. Thì như anh chị em của chúng ta cũng biết, cái điểm chính của chúng ta là làm sao ủng hộ cho những anh chị em nào họ sẵn sàng hiến thân cho một cái lý tưởng thật là đẹp, đó là phục vụ cho đất nước và phục vụ cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và anh Cao Hùng là một người đại diện rất là tiêu biểu, cho nên anh chị em của chúng ta cùng tay trong tay để mà ủng hộ cho anh Cao Hùng. Và chúng ta nghĩ theo dưới cái survey bây giờ thì anh Cao Hùng chiếm rất là ưu thế, và mình nghĩ thì anh Cao Hùng sẽ là có rất nhiều cái cơ hội mà thắng cử trong cái kỳ này, và chúng ta tất cả chúng ta cũng đều mong điều đó sẽ xảy ra, và chúng ta hãy đợi đến năm 2024 và chúng ta có thể ăn mừng được là sự thắng cử của anh Cao Hùng trong cái đợt bầu cử vào năm 2024. Bây giờ cái thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, cái buổi gây quỹ cho đại tá của Hùng được tổ chức tại Fresno và tại trang trại của tỉnh. Thưa quý vị, chúng tôi đến đây rất là mừng khi mà một người Việt ở tại Fresno rất là thành đạt. Một cái trang trại mà tôi được biết rằng trên 30 acre quý vị. Và
Với cái tấm lòng của người Việt, chúng tôi được biết rằng Tịnh cũng là một người đã phải bỏ nước ra đi, nhưng mà lòng lúc nào cũng mong rằng người Việt tại Hoa Kỳ phải có tiếng nói. Và vì vậy cho nên anh đã bất kể cái vấn đề mà tốn hao tài chính, thời gian vân vân, và đã tổ chức một cái buổi kỳ quỹ như thế này. Tịnh có thể cho biết rằng Tịnh biết về cơ hội như thế nào, và khi mà được đề nghị tổ chức như thế này thì Tịnh có cái băn khoăn gì không? Dạ thưa, kính thưa đời quý vị Net Việt và kính thưa tất cả các khán giả của Net Việt và cũng giống như là cộng đồng của Việt Nam tại Mỹ. Tại vì cũng có nghe qua là anh Cao Hùng, nhưng mà cái này là gây quỹ ủng hộ cho anh, bởi vì ảnh là được vô trong cái thượng viện, mà cũng như là ảnh phục vụ cho đất nước Mỹ, và cũng như là ảnh phục vụ cho những người Việt Nam tại hải ngoại được nhiều cái quyền lợi. Thì như vậy cho nên tất cả các đồng hương Fresno đã ủng hộ anh Cao Hùng. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi vừa nói đó, dù là có thể được gọi là một đại gia của người Việt ở tại Fresno này, nhưng mà anh Tịnh rất là khiêm tốn, và Tịnh cũng luôn luôn hướng lòng về quê hương và mong rằng một ngày nào đó đất nước chúng ta đó, với những cái người hậu duệ bên Cộng hòa như là cô Hùng bước vào Quốc hội Hoa Kỳ, thì sẽ làm cho đó ảnh hưởng lại đất nước Việt Nam chúng ta đó có được dân chủ nhân quyền. Tịnh có mong điều đó hay không? Và điều đó là đang mong, và trước hết thì ảnh phục vụ cho nước Mỹ, mà chúng ta cũng là công dân của nước Mỹ hiện tại, và ảnh sẽ phục vụ và phục vụ cho người Việt Nam tại hải ngoại này được có nhiều quyền lợi, và sau đó nếu ảnh có quyền và ảnh có thể giúp Việt Nam tại nước nhà có một phát triển mới, rồi không còn một cái chế độ đè bẹp này đó, được tự do. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết Cao Hùng có trình bày sở dĩ là Cao Hùng sau khi giải ngũ đó thì quyết định bước vào hành chính, bởi vì anh đã chứng kiến cái cảnh mà ông Biden đó đã bỏ cái lính ở Afghanistan, và nhiều cái cảnh thương tâm làm cho Hùng nghĩ đến cái 1975. Người Việt chúng ta đã phải là cảnh đau thương đó như vậy, và kể cả cái quốc hội của dân chủ của cái thời điểm đó cũng đã bỏ rơi Việt Nam. Và vì vậy cho nên điều đó chắc chắn điều là Hùng khi đắc cử thì Hùng sẽ để cái ảnh hưởng của mình trình bày những cái điều trong quốc hội để áp đặt, hoặc là để đề nghị thế nào đó mà Cộng sản Việt Nam phải có dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Vâng, Tịnh có nghĩ điều đó không? Dạ, em cũng nghĩ điều đó ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu trong chốc lát, vì anh Hùng Cao phải về lại Virginia và cần đi đến San Francisco, sẽ không thôi trễ máy bay. Cho nên tất cả chúng ta, những ai có mặt ở hội trường thì xin đến bàn ngồi. Mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng vì quốc phong thân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và bây giờ tiếp theo chương trình, Bạch Mai xin mời anh Hùng Cao có vài lời với tất cả chúng ta. Dạ, xin chào mấy bác cô chú và anh chị, cháu là Cao Hùng. Cháu qua bên này là đi di cư từ Việt Nam từ tháng 4 của 1975. Vài ngày sau thì mình mất nước của mình. Thì khi mà qua bên này thì cha mẹ của cháu đem qua đây mà không có việc, nên phải đi qua Phi Châu, nên cháu học trường Tây ở bên Phi Châu cho 7 năm trước khi về lại đây khi mà mình 2 tuổi. Thì được mấy cái trường nổi tiếng lắm, như là Naval Academy, Naval Postgraduate School và MIT và Harvard. Mà cháu
mình trả lời cái lời của nước Mỹ bằng 25 năm trong quân đội, trong thành người nhái và người mình. Mà đó cháu về đây đó là đi qua bên Afghanistan là lần chót là thanh niên của 2021. Trong cái 6 tháng sau thì mình mất cái Afghanistan, giống là mình khi mình mất nước Việt đó, nó khi mà mình dòm mấy người cũng tội là họ gì đó họ mất nước, cái họ thấy họ có mấy người mẹ đưa con tới mấy người quân đội thì họ thấy sợ là bị giết rồi, thành ra mình dòm vậy giống giúp được là Việt Nam, khi mà mình mất Việt Nam đó. Vì vậy cháu mới về hưu khi đi làm ứng cử cho dân biểu của tiểu bang Virginia, cái district 10. Mà năm ngoái thì cái district 10 là khó nhất mà để thắng tiểu bang Virginia, tại ông Biden ông thắng là 19%, mà hôm đêm xuống tới ít hơn 6%. Thành ra vì vậy năm tháng giêng năm nay họ hỏi ông để đi làm ứng cử cho cái thượng nghị sĩ cho hết tiểu bang Virginia. Tại đó ông Biden thì ông chỉ có thắng cái tiểu bang Virginia 10%, thành ra nếu mà mình dời được 13% là mình thắng được 3% của hết cái tiểu bang Virginia. Thành ra nếu mà mình vô được năm sau thì mình sẽ vô là mình người Mỹ gốc Việt đầu tiên mà thành thượng nghị sĩ cho nước Mỹ. Thành ra Hùng sẽ là đại diện cho hết mấy người Mỹ gốc Việt trên đất Mỹ đi. Một người thượng nghị sĩ có thể có nhiều power để giúp hết cái nước Mỹ luôn, tại đó nhiều khi chỉ có 100 người thượng nghị sĩ thôi. Thành ra nếu mà họ làm một cái luật nào là cũng affect ai cũng affect hết cái Mankali hay là Texas thì cũng vậy á. Một người thượng nghị sĩ có thể làm một cái luật mà nó sẽ affect hết cho mỗi người. Cháu muốn là đó thì phải giúp tiểu bang Virginia, mà cháu muốn là giúp mấy người Mỹ gốc Việt thì mình qua bên này á, người của mình qua bên này mình đâu có xin hỏi gì đâu, mình qua bên này mình khó khăn mình làm việc, mình làm mấy cái business, mình mở tiệm, mở nhà hàng đủ thứ, mà you know, mình phải chỉ mấy người Mỹ là đó cái công phu là mình làm việc khó khăn đó mình có thể vượt lên hết. Dòm mình hết, mình đâu ai cũng đi là successful hết. Thành ra vì vậy cháu mới muốn là chỉ mấy người Mỹ là what the American dream is all about, mình là cái American dream. Thành ra cháu muốn là đó, cảm ơn mọi người đã tới đây để giúp cháu. Cháu xin lỗi là tối nay phải bay về lại Virginia, tại có công việc và có gia đình nữa, và cháu sợ là shut down cái government là họ đóng cửa mấy cái airport luôn. Mà đó mình cần nhất là nói với hết mấy gia đình mình, nếu mình có bà con trên tiểu bang Virginia, nói họ phải đi bầu năm sau 2024 phải bầu. Mà đó trước đó nếu mà cũng cần nhất là phải dùng tiền tại ông Tim Kaine á. Lúc xưa ổng là định họ muốn là ổng làm phó giám đốc cho phó tổng thống cho bà Hillary Clinton. Thành ra ông biết làm sao dùng tiền nhiều lắm. Thành ra vì vậy mình cần mỗi người giúp chút xíu thôi. Nếu mình ở trên nước Mỹ này mình có 2 triệu người Mỹ gốc Việt, nếu mỗi người để 5 đồng thì mình được đủ tiền để thắng thôi. Thành ra mình chỉ có xin mỗi người là cho dùng tiền chút xíu thôi, thì mình sẽ làm lần được thấy đó. Cháu chỉ có làm thêm thử này cho 2 tháng đi, mà trong 2 tháng mình có 16.000 người đã dùng tiền cho mình, hay là thiệt là mấy người mà cái Republican Party họ thấy đó là họ thấy hay biết là mình có nhiều người dùng tiền, thành ra họ sẽ giúp mình. Mà đó cháu chỉ muốn cảm ơn mọi người đã tới đây để giúp cháu. Cháu sẽ trở lại đây còn 14 tháng là trước khi ngày bầu, thành ra cháu sẽ về lại đây năm sau. Mà bây giờ thì phải đi về lại Virginia, thì có còn năm này Virginia có họ còn bầu mấy cái người mà state senator và state delegate, thì cháu phải về để giúp họ luôn. Cảm ơn nha.
Cảm ơn anh Hùng Cao đã bỏ thời gian. Bây giờ anh phải đi và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ở đây với chương trình văn nghệ, và hẹn sẽ gặp lại anh một ngày gần đây. Say hi to your wife, April. I had the opportunity to meet you and her in Dallas in 2022. Beautiful couple. I know it takes a lot of sacrifice on her part for you to be able to do this. So please extend our gratitude to her. And you have beautiful children as well. So congratulations. Đây cũng là một người hùng của dân Việt chúng ta. Và xin cho anh một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và trước khi anh Hùng Cao đi, bạn Mai xin mời tất cả chúng ta lên đây chụp một pho hình. Và rồi để anh đi. Right now, we're gonna take a big group picture. Everyone please come up. This will be the last photo of the night. And then he will need to leave. Big group personal. Kính thưa quý vị, sự kết trong buổi gây quỹ cho đại tá Cô Hùng tại San Jose và Fresno được 13.610 đô la. Chiến tranh đã đốt cháy tình người, làm tan vỡ yêu thương. Và một ngày, theo chuyến tàu định mệnh, chúng ta đã bỏ nước ra đi để làm thân hương lạ. 3 năm trên đất lạ quê người là 3 năm lâu đài biệt xứ. Hãy subscribe.
ngày mai nước Nam trường tồn, vạch trần âm mưu bọn ban nước, chống quân tàu xâm lược, giành toàn vẹn non nước Việt Nam. Đồng bào ơi, đừng có nghe những gì họ nói, mà hãy xem kia